Đúng rồi, kính chào quý vị. Đây là sáng 28 tháng 10 2016 của chúng tôi giới thiệu là sắp xong một chiếc sắp xong một chiếc tủ áo hương đá Vân Môn đặc sắc với bộ bốn cánh đẹp nhất từ trước đến giờ. Ở cái vân thực ra chính xác cái này là gỗ mun Angola, nhưng mà chúng tôi là nghề thường gọi đây là hương đá Vân Môn bởi vì nó không giống như cái gỗ mun xịn mun Lào. Cho nên là tránh tình trạng lập lờ lẫn lộn giữa hai loại gỗ. Cho nên thường cái này gọi là hương đá Vân Môn để cho nó có sự phân biệt ra. Còn thực ra đây là loại gỗ mà nếu được chọn vân thì vân đẹp vô cùng, chất lì và nặng. Và cái gỗ này thì để chọn được cái vân như này cũng rất là hiếm. Cho nên là cũng lâu lắm rồi mà chúng tôi đã làm ra được một số chiếc sọc và thủ chè. Nhưng mà đến hôm nay thì mới làm ra được một chiếc tủ áo như thế này. Và do là cái tủ này là chưa xong cho nên là chưa thể dựng lên để giới thiệu quý vị được. Đây là bốn chiếc cánh là quan trọng nhất. Và đây, bên này là hồi đây. Hồi cũng vẫn đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ chọn được bộ vân của cánh và hồi. Còn đây là trên nóc. Đây hồi đây. Tóm lại là vẫn còn thiếu một vài chi tiết cho nên là chưa thể dựng lên được. Hôm tới dựng lên xong xuôi sẽ dựng lên để phục vụ cho quý khách. Để giới thiệu một chút vậy thôi. Và quý khách cứ cứ hỏi là chiếc tủ áo hương đá Vân Môn duy nhất là được. Vì chúng tôi xác định là lâu lắm mới làm được chiếc này và từ bây giờ trở đi cũng chưa chắc đã làm được. Do là chọn được một cái cây gỗ nó quyết định như thế này thì quá hiếm. Ở đồ gỗ Đức Nguyễn Hiền thì có rất nhiều sản phẩm đặc sắc nhưng mà hay bị tình trạng độc bản. Độc bản tức là chỉ có một chiếc duy nhất xuất hiện một lần xong là thôi. Ví dụ chiếc kệ TV mã số 291115K là duy nhất một lần thì chẳng hạn thế. Hay là bộ ghế cầm lai đầu tiên nhưng mà chọn được vân một bộ và từ đấy giờ cũng không chọn được nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984666999. Quý vị cứ nhắc cái tủ áo duy nhất hương đá Vân Môn ngày 28 tháng 10 năm 2016. Xin cảm ơn.